anh có gửi lên cái group nhóm của gia đình á, là thách thức nói với anh trai của em á, là anh vào để rước con Hà về, nếu anh không rước con Hà về ở đây em cũng đập nó chết à. Đó, thách thức là như thế. Dạ rồi, hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua và đã rất nhiều các anh các chị, đặc biệt là các em gái về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm người thân và để chia sẻ những cái câu chuyện cuộc sống hôn nhân gia đình. Đặc biệt hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một em gái hiện nay là về đây một ngày cuối tuần để về chia sẻ một cái câu chuyện thực sự là rất đáng buồn. Câu chuyện này, em gái này hiện nay đang nguyên quán là tại phía Bắc và trong phía miền Nam để sinh sống và lập nghiệp. Đến giờ phút này đã quen biết và sinh sống và lấy một người đàn ông, hiện nay nguyên quán là tại Cà Mau. Nhưng mà trong thời gian cuộc sống hôn nhân này xảy ra vô cùng rất nhiều các chuyện mâu thuẫn, và người đàn ông đánh đập hành hạ em gái này phải nói rất nhiều lần. Nhưng đến giờ phút này em gái này không sống được, và hai người quyết định đến đang tính con đường ly hôn, nhưng mà người chồng tiếp tục lên án và gây áp lực. Hôm nay em gái này về để chia sẻ câu chuyện, hy vọng là các cô chú anh chị xem hết video này. Rồi, chào em gái nhé. Em nói chuyện lớn tiếng được không? Rồi, em cho anh biết em tên gì? Em tên Hà. Em tên Hà? Dạ. Rồi, em nguyên quán ở đâu? Dạ, em ở Hòa Bình. Hòa Bình ha? Dạ. Rất xa ha? Dạ. Em vô trong phía Bình Dương ở lâu chưa? Em vô cũng được mười mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? Em nói chuyện lớn tiếng được không? Dạ. Em vô Bình Dương mười mấy năm hả? Em vô được cũng được mười mấy năm rồi. Rồi, em cho anh biết này, hiện nay là em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ cái thông tin cụ thể là gì? Hôm nay em về với cái đội hiệp sĩ Bình Dương á, là nhờ các anh á, là can thiệp giúp em về việc hai vợ chồng em là có, tức là từ năm mà kết hôn cho tới giờ là vợ chồng sống là cũng hay lục đục đó. Thì anh thường xuyên là đi làm ở ngoài, cũng ít khi về nhà lắm, mà ở đi ra ngoài làm thì có cặp bồ này kia cũng rất là nhiều lần rồi, không phải là lần một hay là lần hai, nhiều lần em cũng tha thứ rồi, quay về sống muốn lo cho con. Nhưng mà lần gần đây nhất á, anh tố cáo lại ngược em là em có bồ, em muốn ly dị. Nhưng thực tế là anh là người như thế, quay về đánh đập em và muốn bắt con em, trong khi hai người đã làm đơn ly hôn rồi. Nhưng mà ly hôn xong thì anh lại không muốn cho em bắt con đó, anh muốn bắt hai đứa về với anh luôn. Nhưng mà hôm nay em đến đội hiệp sĩ để nhờ các anh giúp em là ly hôn rồi, trên giấy tờ thỏa thuận là mỗi người nuôi một đứa, bắt buộc anh phải cho em một đứa chứ không được quyền bắt hết hai đứa con của em. Trong khi đó, trong thời gian mà lấy hai vợ chồng lấy nhau á, là em làm, em nuôi con, chứ thực tế là anh không có đi làm công việc đàng hoàng để nuôi con giống như em được. Em cho anh biết là trong thời gian qua chồng em có thường xuyên đánh đập em không? Có. Đánh liên tục không? Lần gần đây nhất là 20 tháng 10. Ừ, một ngày phải đó là một ngày đặc biệt đúng không? Dạ. Mà chồng em đánh em. Dạ. Đánh em anh thấy là những hình như là bầm dập luôn. Dạ đúng. Ờ. Chồng em đánh em mà có ai biết không? Chồng em đánh em thì lúc đó là chồng em là gọi điện cho mẹ chồng, là vừa gọi điện cho mẹ chồng là vừa đánh em luôn. Đánh bằng cái gì em? Đánh bằng tay. Đánh bằng tay sao bầm hết mặt vậy? Dạ. Đánh đập đá này kia, nói chung là hết người luôn. Đá em luôn. Nhưng mà nặng nhất là trên mặt và đầu. Ừ. Tại sao em không trình báo cơ quan công an? Thì chồng em nói là có thách thức em là ta thách mày đi báo công an luôn đó. À. Như thế. Tại sao em bỏ trốn luôn? Vì em thương hai đứa con, em không bỏ trốn được. Em ôm con đi luôn? Ôm con đi cũng không được, tại vì con em đang học ở đây. À. Nó rất khó cho em ha. Dạ. Gia đình em có biết chuyện này không? Dạ. Anh có gửi lên cái group nhóm của gia đình á, là thách thức nói với anh trai của em á, là anh vào để rước con Hà về, nếu anh không rước con Hà về ở đây em cũng đập nó chết à. Đó, thách thức là như thế. Nó chồng em tố nói với anh của em là em đi ngoại tình về kiếm chuyện gia đình. Đó là nói những cái câu như thế trên group với gia đình. Khi mà biết tin á, anh em điện vào hỏi em, nói là không có, người đi ngoại tình là nó. Ừ. Chứ không phải là em. Em cho em biết là chồng em ấy năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Chồng em năm nay là 33 tuổi. Còn em? Em cũng 33 tuổi. Rồi, chồng em họ tên là gì? Tên Lê Văn Vũ. Chồng em nguyên quán ở đâu? Ở Cà Mau. Rồi, trước em gặp chồng ở đâu? Em gặp hai vợ chồng làm chung công ty. Xong quen nhau? Dạ. À, xong có cưới không? Dạ có, cưới xin đàng hoàng. Cưới ở đâu em? Cưới ở đây luôn. Cưới Bình Dương? Dạ. Rồi, vừa rồi trong thời gian vừa rồi là sinh sống ở đâu? Dạ sinh sống tại Bình Dương luôn. Rồi, em có nhà ở Bình Dương không? Dạ không, ở đang nhà ở trọ. À. Các con em hiện nay là có biết cái chuyện này không? Dạ các con em biết. Ừ. Tại vì cũng đánh là nhiều lần đánh trước mặt con em rồi. Ừ. Thì lúc đánh là con cũng hỏi mẹ có đau không. Con em hỏi em luôn? Dạ.
Lúc em nghĩ sao? Em trả lời làm sao? Bản thân thì con nó cũng biết rồi, thì mình cũng nói thẳng luôn. Bây giờ là mẹ ở với ba như vậy đó, mà ba đánh đập mẹ, mẹ chịu không nổi nữa. Bây giờ là mẹ muốn ly hôn, thì con muốn theo ai? Con bảo là muốn theo mẹ. Nhưng mà bây giờ nếu mà ly hôn, chồng thì không cho bắt con. Mà nếu mà chồng nói một câu là con nó sợ sẽ đi theo ba nó luôn. Nói chung là hiện nay thì con em rất sợ. Dạ. Rất sợ ba. Dạ. Bởi chắc chắn là con em chứng kiến những cái cảnh bạo hành gia đình. Dạ đúng rồi. Em hiện nay em còn muốn sống chung với chồng không? Dạ không. Sao vậy? Tại vì chịu nhiều, nó nhiều lần tha thứ mà cũng đánh đập rất là nhiều lần rồi. Anh hỏi lại em một lần nữa này. Trong cái thời gian vừa qua là vợ em, à chồng em lên tiếng ấy, là em ngoại tình. Dạ. Vì vậy nên về kiếm chuyện. Dạ. Em mà em có đúng như vậy không? Dạ không. Chồng em có đổ oan sai cho em không? Dạ, chồng em đổ oan sai cho em đó. Hoàn toàn em không có thật đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà đấy là do chồng em. Dạ. Chồng em trong thời gian vừa qua sinh sống với nhau đến giờ phút này là bao nhiêu năm rồi? Như là cưới năm 2012. Cũng là hơn 10 năm rồi. Dạ. Chồng em có đi làm về đưa tiền cho em không? Dạ không. Không bao giờ đưa tiền? Không bao giờ đưa tiền. Vậy chồng em làm công việc gì? Chồng em thì cũng làm công nhân giống như em vậy đó. Vậy mà cũng không đưa tiền, không phụ thì tiền luôn. Hàng ngày là ai là người lo cuộc sống? Hàng ngày là em lo. Em lo luôn? Dạ. Ồ. Vậy là chồng em không có lo lắng gì hết? Dạ không. Ừ. Chỉ trong cái thời gian mà hai vợ chồng đang làm giấy tờ để ly hôn ra tòa này, thì khi mà chồng em nói là khi là ly hôn xong là chồng em không cho em bắt con. Và nếu chồng em nói là nếu em muốn ở nuôi con thì phải ở phòng đó và chia tiền phòng chồng em một nửa và em một nửa. Sao kỳ vậy? Và con thì mỗi người nuôi một đứa, là tức là chồng em tự trả tiền cho đứa con mà chồng em nuôi, còn em tự trả tiền cho đứa con em nuôi. Em nói em không chịu, không có ai ly hôn mà ở chung phòng cả. Ly hôn là chung phòng là tối ấp tiếp à? Thì bởi vậy để hành hạ tiếp à? Em mới nói là em ly hôn, không có ai bao giờ mà ly hôn mà ở chung phòng mà chia kiểu đó. Bây giờ ly hôn xong thì mỗi người nuôi một đứa, em có quyền bắt một đứa ở với em và một đứa con thì ở với chồng của em, không bên nào chu cấp cả. Nhưng chồng em không chịu, chồng em nói là chồng em sẽ nuôi hết hai đứa. Chồng em làm công việc gì từ trước rồi, có nuôi được cái gì đâu mà giờ nuôi hai đứa? Chồng em sẽ đưa cho mẹ chồng em nuôi. Ừ. Chồng em hiện nay là có bồ rồi đúng không? Dạ, chồng đang sống chung với bồ đó. Đang sống chung với bồ luôn? Dạ. Mà hai vợ chồng em ly hôn chưa? Hai vợ chồng đã nộp giấy ra tòa rồi. Nhưng mà chưa ly hôn đúng không? Dạ đúng. Chưa có quyết định? Chưa có quyết định của tòa. Nhưng mà xử chưa? Dạ chưa xử nữa. Chưa luôn? Dạ. Vậy là em bức xúc nhất là cái câu chuyện là chồng em đánh em hay là chồng em... Em bức xúc nhất là cái câu chuyện chồng em đánh em mà còn tố em là ngoại tình. Mới về ly dị chồng. Trong khi đó lại không cho em bắt con nữa. Em cho anh hỏi lại là hai con em năm nay là bao nhiêu tuổi rồi, trai gái? Em một trai một gái, đứa lớn 11 tuổi và đứa nhỏ 9 tuổi. Hai bé chắc biết hết rồi đúng không? Dạ đúng. Bây giờ em mong muốn nhất là ly hôn. Dạ. Mà được nuôi một người con. Dạ. Trai hay gái cũng được. Dạ. Nhưng mà chồng em này muốn, mục đích chính là muốn nuôi cả. Dạ. Nếu như mà chồng em muốn nuôi hai đứa, em vẫn chấp nhận cho nuôi, nhưng với một điều kiện là phải cho con em học hành đàng hoàng và em được thăm con em, chứ không được cấm cản. Làm gì có luật nào được cấm cản đâu. Tại vì chồng em nói là không cho em gặp mặt luôn. Không cho gặp mặt luôn? Không cho gặp mặt. Bây giờ anh giải thích em này. Đấy là em, những ý nguyện của em mong muốn như vậy. Dạ. Chứ còn con của em dù ở với ai thì sau này nó cũng tìm cha tìm mẹ hết. Dạ. Nhá. Dạ. Đó. Còn nếu mà chồng em mà nuôi được một cách ngon lành, tốt đẹp thì để cho chồng em nuôi luôn. Nhưng mà sợ nhất là chồng em nuôi có thể là không được như mong muốn, không được ăn uống đầy đủ, không được học hành tử tế. Yeah. Đúng không? Sợ sau này con em hư. Yeah. Vì vậy cho nên em mong muốn là được nuôi một người con để có thể là san sẻ cho nhau, đúng không? Yeah. Em có nhớ được chồng em là đánh em khoảng bao nhiêu lần không? Từ trước giờ không? Thường chung xuyên là không? Nhiều lắm, nhớ thì nhớ không nổi. Nhớ không nổi luôn. Thế tại sao từ trước em không ly hôn đi? Tại vì mình cũng sống vì con. Vì con nên mà chồng em sao hay đánh em như vậy? Thì nói chung là chồng em cũng trai gái nhiều lần rồi. Nói chung về mình tha thứ. Tha thứ thì sống lại là sống vì con thôi. Nhưng bây giờ là lần gần đây nhất là em chịu hết nổi rồi. Đánh như thế em chịu hết nổi rồi. Sao, tại sao em không gọi lùng quanh hàng xóm can thiệp? Không ai dám can thiệp cả. Chồng em hung dữ vậy hả? Vâng.
Đến giờ phút này em sợ nhất điều gì? Sợ bị đánh. Sợ bị đánh. Nói chung sợ nhất bị đánh. Tội vậy. Khổ. Một người phụ nữ xa quê, đúng không? Hiện nay thân khô và thế khô luôn ấy. Đúng không? Lấy chồng thì nhờ chồng, phải không? Nhưng không nhờ được cái miếng nào cả. Đến giờ phút này chồng không phụ cái gì, mà chẳng nuôi con, mà chẳng phụ đồng nào bao giờ. Đúng không? Là còn đi người nọ đi người kia nhưng mà về còn đánh đập em. Anh thấy những hình ảnh vậy là đấy, thực sự là anh thấy rất đau xót. Đánh em bầm dập luôn, người phụ nữ mà đánh bầm dập luôn. Đánh lúc bây giờ em những lúc như vậy em thấy có đau đớn không? Đau đớn thể xác tinh thần. Đau đớn thể xác tinh thần. Em có bao giờ nghĩ đến những cái con đường mà bi đát nhất không? Em thì nói chung là không nghĩ tới là mình sẽ từ bỏ cuộc sống này. Tại vì mình vẫn còn con. Mình vẫn còn phải đứng lên. Phải cố gắng hết sức để vì con. Dạ. Chồng của em có bao giờ nhận lỗi với em không? Chả bao giờ nhận lỗi cả. Tại sao lúc trước mình tìm hiểu mình thích một người chồng mà vũ phu như vậy? Sao em vẫn đấy? Ngày xưa thì không có như thế. Chồng em như vậy lâu chưa? Thì cách đây cũng 3-4 năm gì đó. Cách đây 3-4 năm? 3-4 năm tự dưng như vậy? Hai vợ chồng em ở đây bao nhiêu năm nay mà chưa mua được đất nhà nữa hả? Mình có dự định gì không em? Em chưa biết, tương lai mù mịt quá. Nếu phải bỏ chồng? Nếu em có buồn không? Không bao giờ buồn. Tại vì chịu cảnh khổ nhiều quá rồi. Nếu một mình em thì chắc chắn là cuộc sống sẽ cô đơn đó. Cái đó chưa biết được. Tại vì bây giờ cảm thấy là sợ. Chồng em đi thường thường bao nhiêu ngày về một lần? Nói chung là bây giờ là ít khi về. Nói chung là ít khi về. Ít khi về. Về là có cái lộn không? Về thì nếu mà không nói chuyện thì không sao, mà nói chuyện ra là cái là đánh. Cái là đánh luôn? Dạ. Ồ, một người đàn ông mà chuyên gia vũ phu như vậy mà vẫn em vẫn chịu được hả? Anh thấy em cam chịu không? Không ai chịu được, thời giờ không ai chịu như vậy. Như vậy là nhiều người phụ nữ khác người ta bỏ tắm đời rồi, mà em vẫn cam chịu. Mà chồng em nuôi con thì nhận nuôi hai đứa con này, liệu không làm ra gì tiền thì nuôi nổi không? Cái đó thì em có sợ cho các con em thất học không? Rất sợ điều đó. Hay là mình nhẽ nói chuyện với chồng một lần cuối cùng, để cho chồng một cơ hội để xem chồng có thay đổi không? Chồng không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thay đổi luôn hả? Chồng em cụ thể làm công việc gì hiện nay? Nói chung là em cũng không biết rõ. Tại vì lúc đi đến giờ là xin việc, giờ em không biết là ở đâu làm gì luôn. Em không bao giờ biết luôn? Không. Chồng em không hỏi à? Chồng hỏi em thì cũng nói ở làm việc này việc kia, lái xe này kia nọ thôi, chứ không biết là làm công việc gì, tiền bạc như nào thì không. Là tài xế đúng không? Dạ. Lái xe du lịch hay là xe tải? Xe tải gì đó. Xe tải hả? Còn làm ở việc ở đâu thì không biết. Không biết. Hiện nay là đang quen người phụ nữ khác rồi. Dạ. Em biết rõ không? Hay là em chỉ nghe thôi? Chỉ nghe và nói lại thì đọc được tin nhắn là hai người nhắn tin cho nhau, nhưng mà chồng em không phủ nhận điều đó. Xong quay qua đánh em. Quay đánh luôn. Dạ. Em thực sự đến giờ phút này em rất mong muốn được ly hôn và được nuôi con. Dạ. Khả năng của em bây giờ nuôi nổi không? Thì vẫn làm theo cái thỏa thuận ly hôn ban đầu là mỗi người nuôi một đứa. Nói chung là em cũng không dành hết. Thu nhập của em hiện nay có ổn định không? Thu nhập ổn định. Ổn định hả? Rất lấy làm tiếc là bây giờ hiện nay là em không có người nào giúp em. Dạ. Đúng không? Không, bởi vì không có người thân ở đây. Dạ. Em nhiều khi em có sợ là em bỏ mạng ở đây không? Sợ điều đó. Sợ điều đó hả? Bởi vì khi một người đàn ông người ta bất cần đời rồi, đúng không? Sáng say chiều xỉn, sáng đánh chiều đập. Một người đàn ông phải nói là vũ phu, đúng không? Không hề chấp nhận được. Rất nhiều câu chuyện về đây, nhiều chị em gái, có nhiều chị về đây nói là chồng phải là ra đòn 20 năm qua, âm thầm chịu đựng. Đến giờ phút này là cao chạy xa bay bỏ trốn. Cuộc sống hiện nay thì tốt đẹp, anh em giúp cho tốt đẹp không? Đó. Bởi nhiều người âm thầm người ta đánh đập vợ ở trong phòng hoặc trong căn nhà, không ai biết. Đó, không có kêu ai được, không dám chia sẻ với ai. Bởi chồng hăm dọa. Đó. Nhưng em hiện nay gặp một người ở một miền xa, đúng không? Dạ. Tưởng rằng một cái tình yêu nó tốt đẹp, ai ngờ đường này đến nông nỗi này. Đau xót hả? Chồng em có bao giờ mua hoặc tặng cho em cái gì bao giờ không? Dạ không. Không hề mua tặng em cái gì từ trước giờ luôn hả? Trước. Tối về hai vợ chồng em có ngủ chung giường không? Ngủ chung. Ngủ chung nhưng mỗi người làm góc hay sao? Mỗi người,
Thì chồng em nằm góc bấm điện thoại vậy thôi chứ không. Chồng em có bao giờ đòi hỏi em những cái chuyện mà tình cảm không? Ít. Ít khi đòi hỏi. Dạ. Chồng em lo say rồi đòi hỏi gì nữa? Đúng không? Lo say bên ngoài thì đòi hỏi gì nữa? Chán rồi. Đúng không? Dạ. Bên ngoài phở rồi. Về nhà nhìn cơm nguội chán. Anh thấy em một cô gái rất xinh đẹp và trẻ trung, năng động, dễ thương, đúng không? Trung thủy. Mà vợ chồng em không biết thương, mà chồng em bỏ em thì thực sự là rất tiếc. Chồng em lấy yêu người ta hoặc đến với người ta chắc chắn là chồng em phải lo cuộc sống rồi. Chứ mà chồng em mà cũng tiếp tục giống như em thế này, chắc chắn là người ta bỏ ngay, bỏ quách à. Chứ không ai rảnh để đến với chồng em đâu. Đúng không? Bây giờ nhân tiện trên video này em có điều là bức xúc hoặc có điều gì em chưa chia sẻ được, em nói chuyện thẳng thắn trên video này, hy vọng chồng em hoặc người nhà chồng em xem được sẽ phải giật mình để nhìn lại. Đòi mời em lên tiếng nói chuyện rõ ràng lên. Nhờ hôm nay á, cũng là đến với đội hiệp sĩ á, là nhờ đội hiệp sĩ giúp là như vậy đó. Là mong muốn là về không kiếm chuyện, không đánh đập nữa, và làm đúng theo cái thỏa thuận ly hôn ban đầu là mỗi người nuôi một đứa. Nếu chồng em tiếp tục như vậy là em đã trình báo cơ quan công an và em gọi các anh can thiệp giúp nha. Dạ. Bởi vì bạo hành hoặc là cố ý gây thương tích nha, là một hành vi vi phạm pháp luật nha. Dạ. Bằng bất kể lý do gì, không ai có quyền được đánh đập người khác. Dạ. Dù rằng cha mẹ chứ nói vợ chồng. Dạ. Vợ chồng chỉ là người dưng thôi nha. Dạ. Em hiểu ý nhau. Dạ. Nha, cố gắng nhé. Dạ. Bởi vì mình sống còn vì con. Dạ. Hôm nay em về đây chia sẻ cái câu chuyện này, các anh em đăng tải cái video lên để hy vọng là các cô chú anh chị mọi người sẽ góp ý tư vấn và các anh em sẽ có hướng. Em có đồng ý không? Dạ. Đồng ý ha. Dạ. Rồi, anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em nhé. Dạ, em chúc em luôn luôn mạnh khỏe và thượng độ bình an nhé. Dạ, dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện một em gái hiện nay nguyên quán là từ phía Bắc vào trong miền Nam này sinh sống và lập nghiệp, đến giờ phút này quen một người đàn ông ở một tỉnh rất xa. Cái câu chuyện là mâu thuẫn gia đình thì không ai mong muốn, nhưng đến giờ phút này em gái chia sẻ là bị đánh chồng ra đòn rất nhiều lần, nhưng em gái lại cam chịu. Đến giờ phút này em gái hết chịu được rồi chồng vẫn tiếp tục tìm đủ mọi cách để có thể lưu kéo bằng nhiều hình thức khác nhau, có thể gây khó dễ cho em gái. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai trong hoàn cảnh này thì mình hãy tỉnh táo và xem xét nhìn nhận lại vấn đề, tránh tình trạng mà bị oan gia giống này. Bởi em gái này khuôn mặt có thể là hôm nay rất đẹp, nhưng những cái hình dạng mà trước đây thì có thể là nhìn rất tội và rất thương. Cuối video cho phép công trần Gina thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.